Ngày 11 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ 17 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 4 người bị thương. Trước đó, tối ngày 9 tháng 5, hai nhóm thanh niên cầm mã tấu, dao, kiếm, rượt đuổi, đâm chém nhau trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức khiến 2 người bị thương. Ngày 10 tháng 6, Công an đã bắt giữ được 17 đối tượng. Theo điều tra, Trần Gia Bảo sinh năm 2003, ngụ thành phố Thủ Đức, thường chạy xe nẹt bô để khiêu khích Phan Thanh Hùng, bạn của Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1991, ngụ thành phố Thủ Đức. Sau đó, Nhân đã hẹn Bảo đến quán cà phê trên đường 68, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức để nói chuyện. Khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 6, thấy Bảo đi cùng 5 đối tượng có mang theo mã tấu đến, nên Nhân đã bỏ chạy. Sau đó, Bảo hẹn Nhân đến ngã ba đường Mỹ Thành, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức để tiếp tục nói chuyện, nhưng Nhân không đến. Đến 21 giờ 30 phút, Nhân cùng khoảng 20 đối tượng, Nguyễn Duy Tiến, sinh năm 2003, Trương Hiếu Luân, sinh năm 2002, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, Tú Khoa, cầm theo mã tấu, dao kiếm, gậy sắt và chai thủy tinh có chứa xăng, đi tìm nhóm của Bảo. Khi đến trước quán ốc trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, do nhìn nhầm một nhóm thực khách đang ăn trong quán là nhóm Bảo, nên nhóm của Nhân đã xông vào chém. Hậu quả khiến anh TH, sinh năm 1995, ngụ thành phố Thủ Đức, bị chém vào bụng, đứt gân khuỷu tay phải, và anh VVC, sinh năm 1991, bạn anh TH, bị chém đứt gân mu bàn tay. Tiếp đó, nhóm của Nhân đến khu vực trước ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cơ sở 2, đường Mang Thiện, phường Tăng Nhân, Phú A, thì gặp nhóm Trần Gia Bảo, khoảng 20 đối tượng, nên hai nhóm lao vào rượt đuổi chém nhau, khiến hai đối tượng thuộc hai nhóm bị thương tích. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện, đầu thú tại phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc Công an thành phố Thủ Đức số 9 đường Sao Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.